Rồi, xin chào mấy anh em nha. Thì hôm nay có cái chương trình thanh lý. Đó, đây là những cái dòng bao trong hú đang đang hot ở trên thị trường này các anh em. Thì dẫu có hot gì hay không nữa thì mình cũng thanh lý nha anh em. Đây gọi là bán thanh lý nha. Đảm bảo với anh em là mới 100% luôn nha. Mới luôn nha, mới toanh luôn ha. Không dính một chút bụi luôn nha mấy anh em. Đây là những bao chống hú mới toanh luôn, không dính một chút bụi gì cả. Thì cái bo này thì các anh em biết là nó nằm ở trong những cái quan này, quan gutin hay là quan, nói chung là đây là bo của Trung Quốc này, hàng của Trung Quốc đó, Trung Quốc copy lại đó, mấy cái trong mấy cái quan số đó người ta bán đó, mới 100% luôn nha. Thì gọi là bán thanh lý luôn. Những cái anh em mà người ta bỏ ra này đó, tôi sửa chữa một số mấy cái anh em là người ta bỏ ra người ta bán lại này đó, tôi thu lại thanh lý cho mấy anh em này, thu lại thanh lý cho mấy anh em về xài này. Bo này hình như trên thị trường bán đâu đó khoảng cỡ từ 200 đến 220 gì đó một bo gì đó, thì bán lại cho anh em, thanh lý cho anh em là thanh lý cái bo này cho anh em là đợi coi thử giá bao nhiêu. Thanh lý còn 120 ngàn này, bo này này, thanh lý 120 ngàn này. Đó, rồi, vô 120 ngàn luôn, chơi luôn. Hốt đi. Rồi cái bo này thì Sống Việt đang trên trên trang của Sống Việt á đang bán với một cái giá là 450 này. Bo này này, cái này này của Trung Quốc này, Sống Việt nhập về bán với một cái giá là 450 này nha các anh em. Đó, chống hú ở cấp độ 4 chế độ. Đây là tôi không biết 4 chế độ, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 này. Đó, nói chung là của mấy anh em thanh lý ra cũng mới toanh luôn, mới lắm, nói chung là còn mới toanh luôn nha anh em, mới toanh luôn. Thanh lý cho anh em với một cái giá là Sống Việt bán đang bán 450 thì mình thanh lý với một cái giá là 300 ngàn, phải không? 300 ngàn nha mấy anh em. Đúng 300 ngàn. Đó, Sống Việt á, Sống Việt Audio bán thì với cái giá 450 thì mình thanh lý cho anh em 300 ngàn. 300 ngàn. Thậm chí nhiều khi bớt cho anh em 20 ngàn nữa, còn 280 này, hốt luôn đó. Vậy đó, chơi vậy đó. Còn cái bo này thì bo này cũng là gần na ná giống như bo này, so với bo này, cái bo xanh lá cây á thì nó bớt đi một cái con trở này, con biến trở này, còn bo đây hai biến trở. Nói chung là hai thằng này chống hú ngang nhau, mình thấy là chống hú ngang nhau á, mức độ chống hú ngang nhau á. Nhưng mà các anh em nên nhớ một điều là xài những cái bo này này là các anh em chỉnh hai cái nút biến trở này, hoặc là một nút biến trở bên đây. Đối với bo xanh lá thì một nút biến trở, bo xanh dương thì hai nút. Thì cái nút bên đây này đó các anh em đừng rờ, nói chung là hai cái nút đây các anh em vừa đừng rờ vào, là nó sẽ bị vọng tiếng đó. Còn lỡ mà có rờ vào á, các anh em chỉnh sao mà cho nó hết quặng tới quặng lui, quặng xuôi quặng ngược, quặng sao mà cho nó hết vọng tiếng nha anh em. Nhưng mà chỉnh nó cũng cực lắm á, cực lắm, nên là mấy anh em đừng có rờ vào, nó sẽ bị vọng tiếng á. Còn nếu trường hợp về các anh em để vô mà nghe tiếng vọng thì các anh em lấy tua vít chỉnh sao mà cho nó hết vọng tiếng này. Còn ba cái nút đây là cái gì các anh em biết không? Bát trung trép thì không có gì hết á, bát trung trép đó các anh em cũng theo mình thấy là mình đỡ 50 50 như vậy này là nó ok này. Đó, thì cái bo sinh dương đây, cái bo đây là nãy là 120 ngàn này. Đó, mất hết nửa giá này, không mới mới toan luôn, mới toan luôn. Còn cái bo đây á thì nó cũng hình như nó chắc nó cũng gần na ná nhau các anh em, na ná mình thấy na ná.
ông nội với ông ngoại. Đó đó đó, đây này, các anh em thấy không? Nó còn dùng hai con y sơ giống y xì trên đầu này không? Rồi tới hai con đây là hai con ống áp 5V nè. Rồi tiếp tục nó dùng một con, hai con, ba con, bên đây là dùng ba hai con dài này và mấy con ngắn này. Nói vậy cho nói vậy cho nó dễ hiểu nè, không? Bên đây thì nó dùng y sơ dài, không? Thì nó cũng gần giống nhau á. Đối với cái bo xanh dương này thanh lý cho anh em là 150 này, hốt đi 150 này. Cái bo đây là bán hình như 250 hay sao, 150 này. Bo đây 120.000 này, bo đây 300.000 này, 300.000, thậm chí bán cho anh em 280 luôn này. Đó, hốt. Còn cái bo này á thì nó chống hú cũng ok lắm này, mà có cái là nó hình như là nó bị hư một con y sơ trong này nè. Rồi cái con y sơ đây hơi bị nóng này, cũng có khách này bỏ ra luôn này. Đó, nói chung là mấy anh em á, mua từ hai bo trở lên thì cho cái anh em bo này về sửa này. Nói chung là cái này mình sửa cũng được, nhưng mà mình không có rảnh để mà sửa ba cái thứ tào lao này, không? Nói chung là anh em lậm hết đi, lậm hết ba bo đây, tặng luôn cái bo này, tặng luôn nha, về nhà sửa chữa. Nói chung cái này sửa cũng được, chứ mà sửa không để làm gì, không mệt, không thèm xài, nên là thành lý cho mấy anh em luôn. Ok chưa? Đó. Thì anh em nào mua liên hệ số điện thoại 0347 656 779. Rồi chào mấy anh em nha.